truyền tích thứ 65, chuỗi hạt mân côi với Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5. Khi nói đến chiến thắng Lepanto với quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ năm 1571, tức là nói đến sự hoạt động rất đắc lực và lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi tuyệt vời của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5. Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 5 sinh hạ trong một gia đình nghèo ở Lombardia, nước Ý, vào dòng Đa Minh năm lên 15 tuổi. Sau khi lãnh chức linh mục, Ngài làm việc cho tòa án hội thánh, được cử làm giám mục và thăng hồng y năm 1556. Ngài chỉ cai trị hội thánh chỉ có 6 năm, nhưng trong 6 năm ấy, Ngài đã làm biết bao công việc cho hội thánh. Thánh Pio thứ 5 Giáo Hoàng sống rất đơn sơ, khó nghèo, không giống như một số giáo phẩm thời bấy giờ. Ngài rất nghiêm ngặt trong việc cai trị giáo hội, nghiêm trang sửa phạt một số giáo sĩ đã không tuân thủ nhiệm vụ của mình. Ngài là gốc dòng Đa Minh nên rất có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi. Ngài khuyến khích giáo dân nâng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ và gia nhập hội Mân Côi. Khi chiến thắng Lepanto năm 1571, chính Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5 đã điều khiển hội thánh bằng truyền bá khắp nơi phải lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, xin cho quân sĩ Công giáo được chiến thắng quân Hồi giáo. Sau khi chiến thắng rồi, để tạ ơn Đức Mẹ, Ngài đã cho thành lập lễ Đức Bà Chiến Thắng và mừng lễ vào ngày 7 tháng 10 hàng năm, sau được đổi lại là lễ Rước Thánh Đức Mẹ Mân Côi. Ngài qua đời ngày 1 tháng 5 năm 1572, tức là ngày đầu tháng 5 kính Đức Mẹ. Điều này chứng tỏ Đức Mẹ đã ưu ái cho Ngài được qua đời trong tháng hoa kính Đức Mẹ. Sau chiến thắng Lepanto, để tạ ơn Đức Mẹ, Ngài đã truyền cho thêm vào kinh cầu Đức Bà một tước hiệu mới, Nữ Vương Rước Thánh Mân Côi, để nhắc nhở cho giáo dân nhớ chiến thắng Lepanto là nhờ sự cầu nguyện bằng chuỗi hạt mân côi. Ngài được tôn phong hiển thánh do Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 11 năm 1712. Lời bàn: trong số các Đức Giáo Hoàng có lòng kính mến Đức Mẹ, phải kể đến Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5 là một vị giáo hoàng tuyệt vời trong việc truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi bằng chuỗi hạt mân côi. Ngoài ra, cũng còn rất nhiều Đức Giáo Hoàng khác có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi, không kém Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5, như các Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, Đức Giáo Hoàng John thứ 23 và Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Các Đức Giáo Hoàng cầm đầu hội thánh mà còn kính mến Đức Mẹ Mân Côi như thế, huống hồ chúng ta là những giáo dân bình thường, phải noi gương các ngài để nâng lần chuỗi Mân Côi và gia nhập hội Mân Côi kính Đức Mẹ. Amen.